Trời ơi, thơ chứ thẩm. Nãy giờ bộ anh không nghe em nói cái gì sao? Mãi mê đọc báo nên không để ý. Nè, em nói gì vậy? Anh bỏ tờ báo xuống một chút được không anh Hậu? Em sao vậy? Tự nhiên cái mặt bảo đeo hả? Đạp xe về nắng mệt trên quạo phải không? Đạp xe về? Ngay cả cái chuyện em đi bộ về anh cũng không thấy nữa sao? Xe lỡ có hư thì thôi, làm gì mà khóc gắt lên vậy em? Anh Hậu ơi là anh Hậu, anh là Thơ, tỉnh lại giùm em đi. Sao anh cứ như là người trong mộng vậy? Chiếc xe của mình không có bị hư mà chính em đã bắt đi. Em bắt xe nhưng để làm gì? Gạo trong nhà 3 ngày nay đã hết rồi, tiền điện, tiền nước, tiền học cho con nữa, còn thêm mỗi ngày phải chi tiêu. Em muốn điên cái đầu mà anh có biết không anh? Cứ mãi thả hồn theo cái thú danh chung, tài năng chung mang cái nghiệp thiên sĩ nghèo. Em ăn nói gì kỳ cục vậy? Vợ nhà văn gì mà nói chuyện tọc lóc vậy sao? Chị chứ em còn biết nói làm sao với anh nữa chứ. Trốt mang danh là vợ của nhà văn Nguyễn Hậu, em đã phải hủy tạo cho mình một nét mặt trang nghiêm, uống 3 tấc rưỡi để chuốc trao lời ăn. Nghèo không dám trách, đói không dám than vãn, phải sống có người đời hiếm thương, phải tôn thờ sống.
nghiệp của anh. Vậy thì cũng đừng để cái lý tưởng của anh làm thiệt thòi cho người khác. Anh Hậu, em xin anh, nhà mình bây giờ đã lâm vào bước đường cùng rồi, bế tắc rồi anh à. Em đừng suy nghĩ vẩn vơ bi quan như vậy, đâu đã đến nỗi nào. Cho là bây giờ cùng quẩn lắm thì cũng còn chiếc xe đạp để bán mình đang đợi. Anh thật là quá đáng. Phải, hôm nay còn chiếc xe đạp để bán, nhưng liệu ngày mai sẽ bán tới cái gì đây? Cái gì? Anh nhìn xem đi, có còn cái gì để bán nữa không? Cuộc sống chung của gia đình thì như vậy đó. Còn bản thân em thì sao? Anh hãy nhìn kỹ đi. Em là phụ nữ mà, em cũng có những ước mơ, những nhu cầu tối thiểu của riêng em chứ. Anh có nghĩ đến, nhớ tới là đã 3 năm rồi em không mua nổi một cái áo mới cho em. Anh nói là anh sẽ thương em, sẽ bảo bọc mẹ của em. Vậy mà bây giờ, suốt tháng quanh năm em chỉ biết tui tuổi chạy lo chén cơm manh áo. Thử nghĩ coi em nghĩ cái gì chứ? Thương chồng quá, em vì chồng và con. Còn anh vì ai? Vì cái gì mà để cho vợ con, để cho gia đình mình khốn khổ như vậy chứ? Lý tưởng của anh bao năm rồi có đem lại cho anh cái gì đâu, chỉ thấy sự đói nghèo dây bủa. Vậy mà tại sao anh vẫn chưa chịu hiểu ra? Tại sao anh phải ràng buộc cả đời mình vào cái mớ thơ văn rẻ tiền đó chứ? Em câm miệng lại! Em không được quyền phỉ nhục tôi! Mời anh vào nhà uống nước. Thôi khỏi, bà ngoại đi cho nó mát. Liễu à? Dạ. Anh có cái này, không biết Liễu có thích không? Cái đồng hồ đẹp quá. Ủa, mà đồng hồ nữ mà anh mua tặng người yêu hả? Phải mà cũng không phải. Ủa vậy là sao? Cho em. Anh Thái à? Em... Em đừng có ngại, anh không có ý gì đâu. Nguyễn Hậu trả lời sao rồi Liễu? Anh muốn gặp ảnh để bàn bạc lại. Thôi anh ơi, khỏi bàn bạc mất công. Đã nhiều lần em nói với ảnh về cái chuyện này, nhưng mà ảnh cãi bướng lên và thề không bao giờ làm chuyện nhảm nhí đó. Nhưng gia đình tổng tổng cũng cần phải có tiền để sống chứ. Ảnh nói đói thà cạp đất ăn chứ không thể bẻ cong ngòi bút. Đúng là ngàn. Nhìn thấy em lúc này xanh
sao? Ông đau lòng ghê vậy đó. Muốn tìm cách giúp liệu, nhưng chẳng biết cách nào. Tôi một cô gái xinh đẹp như Liễu mà sống cảnh này vậy. Tiếc quá. Thương xót ghê vậy đó. Anh tội nghiệp vô cùng. Phải chi? Phải chi anh biết lo lắng cho vợ con thì đời em đâu phải như thế này. Biết chi? Trời Phật trình xuống cỏ lòng xuống thương cho anh có được một người vợ xinh đẹp như Liễu. Đóng thuyền rồi. Nhưng cũng có lúc kinh long gỗ mục cho em. Không thể thay đổi được gì đâu anh Thái à. Anh không hiểu. Tại sao em phải nép mình chịu khổ sở cho một đời chỉ chịu khổ. Nhưng ngoài tình đời chồng, giữa hai chú em cũng đàn lúc chữ nghiệp. Anh Thái à, chắc anh cũng hiểu là trong cuộc sống bây giờ dù gặp mong nghĩ gì, họ nói gì, mặc kệ họ. Anh yêu em mà. Khi nói tiếng yêu em, có thể là anh đã xúc phạm đến lòng tự trọng của em và hạ thấp nhân cách của mình. Nhưng liệu đâu? Yeah.
tiên phong sáng sử kim phải tự hành trong thời gian không đợi chờ anh bao giờ. Em hãy suy nghĩ kỹ đi, anh chờ quyết định của em. Thôi anh về ngay đi, chắc là em sẽ giúp được lòng đi. Hậu, Hậu ơi, giờ anh đi Hậu đâu? Anh về ngay đi, về ngay đi, em đang cần anh mà. Hậu ơi, anh ở đâu? Hồi nãy em nói tới đây để đón bạn mà. Sao lại chê? Tôi chỉ
chỉ muốn tới để nhìn người ta thôi. Chứ người ta đã từ chối rồi á, thì đâu còn gì để nói chứ. Người ta nói làm thi sĩ thì lãng mạn, mà coi bộ anh còn lãng mạn hơn tôi nhiều đó nha. Lãng mạn thì tính tự nhiên thiên phú của đàn ông mà. Thôi, tôi đi nha. À. Một mình bé đứng ở ngoài quan sát, em đi vào bên trong thì đường tiếp theo giờ đã không, nhưng mà không biết đâu khác nhau đã khi nhầm nên em dần giao về em có nghĩ rất là thân là hôm nay đâu có bờ lá xanh này hàng ngày khi ta học những đó dễ ngay hôm nay không hình ta sẽ học điều bỏ bỏ gì chẳng có chuyện cần cho nên đi đêm làm chung một cơ quan giúp đỡ nhau là chuyện thường mà. Đừng làm gì. Nhưng từ khi tôi vào làm đến nay, cô Thu đã dành cho tôi rất nhiều thiện cảm. Tại vì ngoài chỗ bạn bè ra, anh còn là người mà Thu rất là hâm mộ. Hâm mộ tôi? Trời đất, người ta hâm mộ nghệ sĩ, ngôi sao hay là những người có tiếng tăm? Chứ anh lại hâm mộ một bảo vệ bao giờ? Anh khéo nói thì bắt bẻ người ta. Em đâu phải hâm mộ bảo vệ, mà em hâm mộ thi sĩ Nguyễn Hậu kìa. Thôi mà cô Thu, ngạo tới hoài. Không, em đâu có ngạo anh. Em biết thật đó. Nhưng không lẽ là em không nhận cái gì của anh sao? Chưa biết chứ. Mình quen biết nhau chưa đầy 3 tháng. Mà bao tình cảm cô đã dành cho tôi, chẳng còn thân nhau, tôi cảm động tiếng nào trước lòng thân tôi không có nghèo nàn. Đó chỉ là may mắn.
hết sức ngạc nhiên à. Không ngờ một tiến sĩ lại đi làm bảo vệ. Sau khi tìm hiểu rồi thì mới cảm thấy trong anh. Cảm ơn cô. Chứ tiến sĩ đâu phải là thần thánh, họ cũng là con người, cũng cần phải sống. Anh Hậu nè, anh hãy mang cái này đi cho cháu. Chỉ là một chiếc áo tầm xinh xinh thôi. Em nghĩ chắc là cháu sẽ thích đó. Anh Hậu à, hình như cháu đã ngủ rồi kìa. Thôi, anh đưa cháu về đi. Cũng hết giờ làm việc rồi. Hãy cháu ngủ chút nữa. Dạ, anh Hậu à, tôi đưa cháu về. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nữa, cảm ơn hoài à. Anh kỳ ghê vậy đó. Anh chờ em chút nha. Để em vô sọ đồ. Anh đã nói rồi, em không cần mang theo bất cứ thứ gì cả. Nhưng anh nói là đi tới mấy ngày, không mang đồ theo lấy gì thay đổi. Anh nói em được cái giận nha. Chỗ mình tới đó, nói với bộ đồ của em phù hợp đâu. Em nghe chuyện của bao nhiêu có đồ đi. Đừng có lo, anh đã nghĩ được rồi. Đi xe đi ngang qua chợ Bến Thành, anh sẽ ghé vô sắm đồ cho em và mua thêm các thứ cần dùng. Mình ghé qua cửa hàng tạo chiếc sắm thêm đồ trang sức cho em, còn phải mua mấy bộ đồ để cho em bằng tăng điểm dùng ta. Nhưng như thế thật là khổ tham, em khổ quá anh. Em không lo những chuyện nhỏ. Em cảm ơn anh. Em đừng nói cảm ơn anh. Anh chỉ cần em yêu anh thì còn cái đó đâu có đáng gì. Anh sẽ coi chừng trong xóm họ đàm thiếu. Anh đã nói rồi, anh không sợ họ đâu. Nhưng em hài lòng, anh sẽ ra ngoài chờ em nha. Vậy cũng được. Em sợ đồ sẽ không được. Liệu à, tại sao hồi chiều em không đón con? Tôi bận công chuyện. Bận gì thì cũng phải cho anh biết chứ. Sao lại bỏ con một mình như vậy? Nhà cửa thì lại cũng tanh bụi bặm. Hình như em định đi đâu? Cơm nước em nấu chưa? Anh Hậu, tôi là vợ anh mà, đâu phải là đầy tớ. Anh đi thôi. Về tới là kiếm chuyện nhà cửa bếp núc. Anh muốn gây lộn phải không? Em nói gì vậy? Chẳng lẽ anh không được quyền nói với em về những chuyện đó nữa sao? Mấy lúc gần đây em thay đổi nhiều quá. Tới nay anh mới nhận thấy điều đó. Có muộn lắm không anh? Anh thật không ngờ. Tại sao em lại trở nên chân chua như vậy chứ? Tại sao lại thay đổi như vậy hả Liễu? Nếu không thay đổi, chắc là tôi sẽ chết ruột rã ở cái xó bếp nhà này mà không ai biết hết. Liễu! Thôi, đừng làm thơ nữa. Tôi chán lắm rồi. Tôi không có muốn nghe đâu. Nói cho anh biết, mai mốt á, anh sẽ tự đi rước em vào lắm. Chờ tôi, đi à. Em đi đâu đó? Anh hỏi làm cái gì? Tất nhiên là gì ạ? Họ là vì tôi có việc cần nên phải đi ngay. Tới mấy đứa bạn ngày hôm đi về, anh phải lo đồ nước bé như Phương nha. Nếu thấy bất kỳ gì chúng hơn như mày, có việc gì mà qua đâu rồi nhà. Thế như bạn bè, bạn gái hay bạn trai,
cho tôi có đi với ai đi á, tới chỗ nào á cũng mặc tôi. Anh cần gì phải biết. Anh nhắc em nhớ, dù sao mình cũng là vợ chồng. Chồng hơn vợ ta. Liễu, em quá đáng. Có gì mà quá đáng đâu. Anh thử nhớ lại coi, tôi với anh có gì ràng buộc với nhau đâu. Vợ chồng không hôn thú, và con Như Phương cũng đâu phải là con ruột của anh. Thôi đủ rồi, em muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi đi. Đó là lẽ đương nhiên rồi, không ai có quyền cấm cản tôi. Anh là nhà văn, nhà thơ, thì phải biết rõ hơn tôi chứ. Thôi hãy em đi, đừng nhiều lời đi xử. Để nào không họ nghe, thì họ sẽ cười chê. Tôi cần phải la to cho mọi người rằng anh tôi với tôi chỉ là chồng ta. Chào chào chào. Tôi có tôi tình gì mà chịu cành đắng cay. Tôi nhung nhai kề đi tặng to cũng đủ. Ngồi đây đừng hát thở cho trời nắng. Theo ngôn kia ta tay toàn thân. Vì ngỡ thằng sắc nói ra tôi sẽ nhắc công ty. Liễu, em đối xử với tôi như vậy sao? Tình em vợ chồng từ sống mấy năm em đã quên hết rồi sao? Ngươi tàn nhẫn lắm. Buông tôi ra, buông tôi ra. Liễu, Liễu. Má, má ơi, con đói bụng quá à. Má đâu rồi má ơi, má ơi, má ơi, má ơi, má ơi, má ơi. Nên đi con ba đây nè, con nên đi con. Con không chịu đâu, con muốn má à, má ơi má. Nín, bà biểu con nín mặt. Đừng có gọi má nữa nghe chưa, con nghe chưa. Anh Hậu, anh hãy bình tĩnh lại. Chuyện kia, sao mà đang đây, anh đã biết hết rồi. Em nghĩ rằng, chị ấy chỉ vì một chút giận dỗi mà thôi. Tiếng nào rồi cũng sẽ quay trở lại mà. Thôi, con đói quá à. Cô có mua cháo cho con nè. Cô đút cho con ăn nè. Dạ. Mà sao con biết con đói bụng mà mang cháo cho con vậy? Hồi chiều dẫn con về, cô biết con chưa ăn gì, chắc là đói bụng lắm. Mà cô lại quên, không nhắc với ba con, cho nên con mới mua cháo đem qua cho con nè. Cô tốt quá à, con cảm ơn cô. Quan lắm, bây giờ cô rút cho ăn nha. Dạ thôi, để con mang vô trong, ăn một mình được rồi. Ở trường con cũng ăn có một mình à. Ờ, bé Phương qua, cho các bạn cháu đi. Giỏi và tinh nhiều. Dạ. Cô lo lắng cho cha con của con này. Tôi ngại quá. Chị Liễu có nói bao giờ về không anh? Không. Chắc bận gì gì đó, nay mai sẽ về. Trước tình thế này, chuyện đi hay ở của Liễu đối với tôi không còn quan trọng. Mà chỉ tội nghiệp cho bé. Vì nhà mẹ đi đâu bao giờ mới về.
Cô mật đấy hả? Vô cùng chính xác. Em tưởng anh trở thành nhà thơ nổi tiếng, không còn nhớ ai nữa chứ. Không nên, không nên, không nên. Đừng có gì đâu mà nổi tiếng. Anh đừng khiêm tốn tiếng tâm của cô. Thơ chẳng gì, bao trăm thì tờ. Tâm người của anh, ai cũng nghe danh dấu chi. Xin lưu cho nhân nhạc tạc thơ thơ chiều. Mô thank you.
Anh Vĩnh. Chào cô. Cô là... Kim. Người đã hẹn anh ra đây. À, xin lỗi. Mình vô tư tư được của cô. Anh có biết tôi hay không? Chẳng đó không quan trọng. Điều cần thiết là tôi biết rất rõ về anh. Vậy hôm nay hẹn tôi ra đây để làm cái gì? Đừng nóng vội. Anh hãy trả lời vài câu hỏi của tôi trước đã. Được. Cô cứ hỏi. Nếu thuận tiện, tôi sẽ trả lời cho cô. Được không? Tôi nói cho anh biết. Trả lời hay không có là quyền của anh. Nhưng nên nhớ là nó chỉ có lợi cho anh mà thôi. Có lợi cho tôi. Không ai từ chối lợi lộc từng bao giờ. Nè, muốn hỏi cái gì, cô hỏi đi, tôi sẵn sàng trả lời. Tốt lắm, vậy thì trước hết. Tôi muốn biết có phải là anh đang theo đuổi cô mà cô ta đã thoát từ tình anh. Thì như vậy làm sao cô biết được qua thật thật. Tôi đã nói rồi, không có chuyện gì mà tôi không biết. Vậy cô tìm hiểu tất cả những chuyện này để làm gì? Để giúp đỡ anh, cũng như anh giúp tôi. Vậy là sao? Có nghĩa là chúng ta làm một cuộc giao dịch với nhau. Làm một cuộc giao dịch với nhau? Tôi cũng chưa hiểu. Nghĩa là tôi có một kế hoạch cần sự giúp đỡ của anh. Nếu như mọi chuyện hoàn toàn êm xuôi thì anh sẽ được người yêu và tôi sẽ được nguyện hậu. Nhưng mà... Anh Hoan trả lời dùm. Hãy nghe kỹ kế hoạch của tôi rồi trả lời cũng đâu có người. Được. Tôi nghe cô nói đây. Liệu có chắc ăn không? Anh được 80% lời và còn phần chân nữa sao? Nếu như lần này hợp tác thành công, thì sẽ còn nhiều phi vụ nữa đang chờ anh đó. Đổi đời đi. Làm công nhân quèn với anh một chút nào. Cô nói đúng. Đúng lắm. Phải. Tôi phải giành lấy cái gì mình muốn, phải biết thích nghi với hoàn cảnh, phải đổi mới. Được, tôi bằng lòng. Không lắm. Anh đã biết nhờ giúp đi lại của cô bạn ấy nhiều rồi chứ. Điều đó cô an tâm. Nhà tôi ở trọ gần nhà cô ấy, cho nên rất thuận tiện. Nếu mọi chuyện yêu tôi, tôi sẽ đem cô ta về quê. Ở đó thì... Hoàng mơ mộng đã anh bạn. Mọi chuyện còn ở phía trước mà. Đây là số điện thoại của tôi. Anh giữ lấy để mà liên lạc. Và đây là một số tiền gọi là đầu tư cho sự hợp tác. Chúc thành công. Cảm ơn cô Kim. Cô thật là thông minh và bản lĩnh. Rồi anh sẽ thấy. Chưa có gì cô Kim này. Ba con thu, ông sống khôn thác thiên phù hộ cho nó, chứ tôi từ đầu hết sức rồi. Ở chỗ này hỏi đến chỗ kia cậy mai mối, ai nó cũng chê hết. Không biết rồi duyên phận của nó rồi sẽ ra sao. Hơn 30 tuổi rồi chứ đâu còn bé bỏng gì. Hay là nó thề thốt mượn hò với ai á. Mà nếu như có thì tôi cũng biết rồi. Có điều gì mà nó giấu tôi đâu. Những ngày giá hỏi giá tôi già lắm đó.
Má, nó xấu gì con đó? Ôi, nó tốt quá thì có chứ. Ai dám nó xấu cô hai? Cô gái cưng bé bỏng của má mà. Má, chà má ơi. Vậy sao? Thì con đã hơn 30 tuổi rồi, nhỏ nhất gì nữa à? Vậy hả? Vậy mà má đây cứ thương thằng cô bé nhỏ này. Chân còn thấy thương tuổi đó khoảng 18 tuổi. Ai ngờ con đã lớn, không có còn anh thương chúa trẻ. Nam đêm có gia đình mà gì cả, chỉ chân còn cô đơn. Má dần dòng con, mai phút này con sẽ có chồng. Có cha ra đi tới một chỗ xa thật là xa. Để cho má nhớ đi, má khóc á, không còn hiểu con gái mình. Ôi nhưng mà biết cho bao giờ má mới không rồi. Nếu má muốn thì sẽ có nhà à? Ai? Ở đâu ạ? Gia cảnh ra sao con? Vừa tiền đám cưới ở nhà hàng năm sao? So với những mối khác thì không xa lắm. Còn người đó thế nào thì chờ ngày cưới má mới biết được. Ôi, con nhỏ này thiệt là má sốt ruột chờ nghe mà cứ dòng do hoài à. Con cho má biết nha con, người đó ra sao? Bao nhiêu tuổi? Nhà cửa ở đâu? Tên gì? Nói đi, con sợ nói ra má chê người ta. Ai cũng được mà, thế nào cũng được hết á. Má không có chê ba hay gì đâu, biết con đồng ý là má vui rồi. Thiệt hả má? Thiệt. Nói má nghe nghe. Anh tên gì con? Dạ, anh ấy tên... Vậy? Nói đi. Lu Su Bu. Vậy? Lu Su Bu. Lu Su Bu hả? Dạ. Lô Su Bu. Trời, trời, tên gì mà lạ vậy? Người dân tộc đó con. Không có phải. Lô Su Bu là tên một ông già Đài Loan trên 60 tuổi. Thôi, không được, không được rồi con à, không được rồi đó. Sao vậy? Sao nãy má vừa nói là con chuyện đâu thì nói gã đó mà. Nhưng phải là người trong nước kìa. Để tới lui thăm viếng má chứ. Gã tới bên đó, lỡ má có bề gì làm sao con biết con hay. Nhưng mà người ta giàu có mà má. Ôi, giàu thì giàu, cái xa xôi cách trở như vậy má không có đồng ý đâu. Chuyện tiền bạc đối với má không có quan trọng. Mà chuyện quan trọng đối với má hiện giờ là duyên phận của con. Má ơi, đã nói là duyên phận thì tự nhiên nó tới, chứ đâu phải tìm mà được, muốn mà có ở đâu. Nhưng mà má yên tâm đi, con sẽ tìm cho má một chàng phủ quyết. Con yêu ai á má cũng bằng lòng nghe, không khen, không chê, không tiếc chỗ gì hết á. Phải rồi, tống cứ ra khỏi nhà càng sớm càng tốt mà. Nữ sanh ngoại tộc mà phải không ăn. Đi má ơi, má, vậy anh tụi cũng tới nữa kìa má. Má nói con cũng có ở nhà nha má. Con đẹp con chẳng biết. Thu, thu. Con nhỏ thì hết sức nha. Dạ, chào bác. Cháu Vĩnh đó hả? Ngồi chơi đi cháu. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, thưa bác. Hôm nay cháu tới đây trước là để thăm và thăm bác. Sau đó con định tìm con Thu nó... nó đi chuyện với mấy đứa bạn rồi cháu à. Bạn tiếp. Bao nhiêu lần cháu đến đều không gặp được Thu. Kỳ quá. Bác xin lỗi cháu. Xin bác đừng có nói vậy. Chỉ là không gặp được Thu. Nhưng cháu trò chuyện với bác cháu thấy vui lắm rồi bác ạ. Ôi cháu thật là tốt à. Thanh niên trai trẻ mà chủ nhật không đi chơi với bạn lại chịu khó tới đây nói chuyện với bà già này. Dạ đâu có gì bác. Cháu nghĩ việc nói chuyện với bác với những người lớn tuổi như bác sẽ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm sống. Cháu nói vậy chứ tụi nhỏ bây giờ ít khi chịu ngồi nói chuyện với người lớn như cháu đâu. Tụi nó cho là mấy bà già này hủ lậu, cổ lỗ hết rồi. Dạ, nói đúng ra thì đa số tư tưởng thanh niên bây giờ không chịu sôi động. Nhưng cháu thì khác bác à. Vì cháu chưa lập gia đình,
ở thành phố này không có người thân kẻ thù nào cả, nên cháu rất ngưỡng mộ khi biết được là Thu có một gia đình hạnh phúc, có người mẹ hết lòng chăm sóc. Mỗi tuần khi cháu đến đây chơi cùng được thấy hơi ấm gia đình, cha mẹ cháu đã từ lâu cùng cháu rất đẹp tình thắm. Nhưng là đáng thương của cháu thật là thương nghiệp, mà cháu lại cho người con này đi thăm tôi, thật là một cách vô chi mơ. Dạ cảm ơn bác quá khen. À bác ơi, mấy lần trước đến đây được biết bác bị bệnh cao huyết áp đó, nên cháu có nhờ người bạn mua chai thuốc tỏi tiền thì gửi cho bác nè. Chàng ơi, cháu bà vẽ chi cho tốn tiền tốn bạc như vậy? Dạ đâu có bao nhiêu, chủ yếu là trị được bệnh của bác. Thuốc này ha, bác uống mỗi ngày sẽ làm cho huyết áp của bác ổn định. Dạ, dạ bác bắt nhận cho con. Cảm ơn cháu quá. Dạ đâu có gì đâu bác, miễn là bác thương cho phép cháu tới lui thăm viếng bác, lo lắng cho bác chút đỉnh như một người con vậy, cháu mạo nguyện lắm à. Cháu đừng nói vậy, cứ coi đây như là nhà của cháu vậy đó. Dạ, cháu rỗi thì cháu ghé chơi. Dạ con cảm ơn bác, con sẽ đến thăm bác và Thu thường xuyên. Bây giờ cô xin phép bác con về. Coi, nán lại một chút ăn cơm thì về chứ. Dạ con cảm ơn bác, nhưng con có hẹn với người bạn bàn chuyện làm ăn, nên con phải về bác ạ. Chủ nhật mà cũng phải làm nữa sao? Dạ làm thêm bác ạ, con đang để dành tiền tặng con cưới vợ đó. Dạ thưa bác, con về. Bác nhớ uống thuốc nha bác. Dạ, cảm ơn nha con. Dạ con về. Chị và tụi nghiệp hết sức à. Má cũng về rồi hả má? Về rồi. Con biết là kỳ, cái thằng nó dễ thương hết sức mà không chịu. Không biết con đợi cái gì à? Má, con đợi cái gì á, từ từ má sẽ biết thôi. Nhưng bảo đảm á, má sẽ không thất vọng đâu. Thế không đó? Biết. Làm sao đó thì làm. Rồi năm nay á mà chưa chọn được người nào á thì cô liệu hồn với nhà cô Mai. Mẹ không biết rồi mà má. Nè, má chuyện nhà nha, má đi chợ đó. Dạ. Phải nhà này không ba? Đúng rồi. Ba có tới đây lần nào chưa? Chưa. Tối sao không biết nhà này? Vì cô Thu cho ba địa chỉ, nhà này đúng là số nhà cô Thu đã ghi cho ba. Sao? Con chưa thấy cô Thu. Chắc cô Thu đang ở trong nhà. Cô chưa hỏi đi. Dạ. Cô Thu ơi, cô Thu. Cô Thu ơi. Ủa? Dương Phương. Anh Hậu. Chào em. Cô Thu. Dương Phương này đẹp quá ta. Áo của nàng bạch tuyết mà cô mua cho con nè. Cô Thu nhìn coi, con giống bạch tuyết không nè? Châu, để cô coi coi. Đẹp hơn bạch tuyết nhiều đó nha. Con cảm ơn cô. Nè, nhưng cô có thích cái áo này không? Con rất thích cô. Con cũng thích chị hai. Con rầy la con, còn cô đã cho con chiếc áo đẹp.
ở đây nữa. Má con không thương con. Sao con nói vậy? Má con thương con lắm chứ. Nhưng có lẽ vì hoàn cảnh nào đó nên cha thuận tiện mua cho con mà thôi. Chứ có người mẹ nào mà chẳng thương con đâu. Cô nói vậy chứ con biết má con không thương con đâu. Mà má con cũng không thương cả ba con nữa. Như Phương, con nói lung tung gì đó. Cô Thu ơi, nếu má con đi luôn thì cô về nhà ở với ba con nghe cô. Không được đâu. Sao vậy con? Con còn nhỏ, chưa có hiểu đâu. Khi nào lớn lên con sẽ biết. Cô hỏi thật nha, Như Phương có nhớ má không? Dạ nhớ. Cô Thu ơi, đêm nào con cũng ra ngoài trong trời cao, dài dài nghe về cho thương, để ta có thương buồn, đừng nên ai đâu. Chết mẹ giặc thương ba nhưng vẫn luôn mong mẹ sớm quay. Coi như tình vợ chồng đến đây là chấm dứt, không còn gì sáng. Con không đúng.
tay trên lạnh dị dặn mẹ. Thì em tự nhiên sẵn sàng thay liễu chăm sóc cho bé hai. Không phải tôi sợ bé như kia lặng mặt lại chứ, mà tôi cứ ngại liễu bắt nó đi. Nhưng liễu đâu có quyền gì bắt nó đi. Quyền làm mẹ. Hơn nữa bé Như Phương là con riêng của liễu. Cô Thu, con đi đầm sen chơi với con nha. Con muốn con đi vô đầm sen với con hả? Dạ, bữa nay con mặc áo mới, con muốn cô dẫn con vô đầm sen để chụp một tấm hình. Nếu như con muốn thì cô phải chiều thôi. Ê, má làm gì kìa? Dạ, chào bác. Chào cậu. Con chào bà. Má, đây là anh Hậu má. Anh nhà thơ Nguyễn Hậu không? Dạ, ảnh với má. Người mà con nói với má đó. Ở nhà con cô đi nhắc tới cậu hoài. Nó khen cậu nào là làm thơ hay, hiền hậu, đàng hoàng. Nói chung nó coi cậu là thần tượng á. Vô nhà uống nước, sao con để khách đứng ngoài đường vậy? Dạ, tại ảnh thích đứng ngoài này cho má. À, cậu Hậu, trưa nay cậu ở lại ăn cơm nha. Tôi mua thức ăn nhiều lắm. Dạ, cảm ơn bà. Có gì đâu mà ngại. Thưa bà, hai cô người đầm sen với con đó bà. Má, má ơi, con đi đầm sen chơi với bé Như Phương nha. Cháu này là dạ con gái của anh Hậu. Má ơi, bây giờ tụi con đi nghe. Rồi chị nào về. Chiều má con về. Đi nghe. Hôm nào rảnh cháu ghé đi chơi. Dạ. Chiều má con đi. Bà con đi. Đi con. Sao lạ vậy? Cậu Hậu đã có con. Trời ơi, thế này là thế nào? Trời, chắc là tôi điên mất quá rồi trời. Chẳng lẽ người ta để
để cho nó chết đói. Ôi mà, cô buồn nữa. Em hãy vui lên đi. Hãy lo cho sức khỏe của mình. Nếu cần, anh sẽ mua cho em cái máy tập thẩm mỹ để em săn sóc cơ thể và dáng sáng của mình. Ôi mà, vui lên cứ nói. Vui lên đi người đẹp. Những gì mà dữ vậy? Anh chiêm ngưỡng dung nhan người ngọc. Tôi yêu nhan sắc của em. Càng nhìn anh thật say mê lắm chứ. Anh cảm ơn vì nét đẹp cả anh. Nói phải nhận chứ. Chẳng khác nào. Hay thi thôi chứ. Thôi đi ông tướng ơi. Anh vừa phải thôi. Như vậy mà anh sánh với Tây Thi. Nếu mà Tây Thi cái thế, anh bảo đảm chưa chắc sắc đẹp sánh bằng em. Sao anh biết Tây Thi thế nào mà dám đánh giá vậy chứ? Anh gặp Tây Thi rồi. Gặp Tây Thi? Hồi nào? Rất nhiều lần. Nếu mà em muốn kiểm chứng lời của anh nói đúng hay sai thì chờ anh 10 phút nha. Thôi được rồi. Em đâu phải là con nít đâu mà bị anh giả. Anh nói thật mà, chỉ cần 10 phút thôi. Anh chạy ra ngoài đầu ngõ nè, ngay cửa hàng video thằng hàng đó. Anh thuê ngay cái băng Tây Thi vậy cho em xem. Chẳng những một Tây Thi mà tới 2-3 Tây Thi. Nè, Tây Thi Hồng Kông nè, Tây Thi Đài Loan nè, Tây Thi Cải Lương nè. Anh hiểu hay lắm, đâu có thua gì các danh hài đâu nè. Nhỏ tới lớn, anh mới nghe có một người khen nè, người đó là em nè. Nếu đã khen phải thưởng nha. Anh muốn thưởng gì? Thế coi tốt đủ không? Ý, có khách kìa. Tự nhiên tới giờ này. Kim, mời Kim vô nhà. Sao Kim biết tôi ở đây? Anh quên quán cà phê Kim của em là trung tâm thông tin liên lạc toàn quốc. Kim luôn dịch vụ buôn bán, thuê mướn đất đai, nhà cửa, phòng ốc sao? Biết rồi. Nhưng em đến đây làm cái gì? Tìm anh chị. Tôi ở đây có một mình chứ có chị nào đâu. Thôi, anh định mua rượu qua thăm đồ ba. Nhìn như vậy để cho ta biết gì. Tôi biết chị, biết tôi, biết rất rõ. Vì thế mà tôi tới đây tìm chị. Tìm tôi? Chị, chị tìm tôi việc gì? Để báo cho chị biết về cái gia đình, về bé Như Phương. Con tôi? Con tôi sao? Bé Như Phương như thế nào rồi? Chị bình tĩnh đi. Anh Thái, em có vài chuyện muốn nói với chị Liễu. Anh cho phép chứ? Xin thứ tự nhiên. Tôi cũng cần ra ngoài để có công chuyện. Thôi, hai người cứ tâm tình thoải mái đi. Đi ngoài. Em cứ kiếm
anh nhé. Dạ. Anh đi nghe Kim. Em nhỏ tuổi hơn chị, cứ gọi tên Kim cho nó thân mật. Sao Kim, sao Kim lại biết rõ chuyện nhà tôi? Vì trước kia em rất thân với chồng chị, y sĩ Nguyễn Hậu. Cô Kim, tôi nóng lòng muốn biết con tôi hiện giờ ra sao. Nó vẫn khỏe mạnh, chị khỏi bận lòng lo, chỉ có người khác thay chị đã chăm sóc bé như con rồi. Chị phải về nhà nha. Tôi làm sao có thể trở về nhà khi đã bước chân trên mọi nơi khắp thiên nhiên. Thương con thờ ruột nát lòng than, ngày đêm nhau nhau cố dột mắt. Tôi cũng đi học mặt không ta tan và nơi chờ mỗi gì chưa chắc không. Nhưng chẳng lẽ cách gặp lại nhau dẫu vẫn nghe chờ trông thì phải giữ để giữ thế không để đánh tan những lời gì mà chuyện như này không đủ phải hơn chưa chứ nào nha. Chị có muốn trở lại với anh Nguyễn Hậu không? Chuyện đó tôi không bao giờ nghĩ tới. Tôi xin tiết lộ cho chị biết, anh Nguyễn Hậu hiện giờ gắn bó mật thiết với Thu Thu lắm. Thế nào? Cô ấy ở đâu? Cô ấy là người làm chung cơ quan với anh Hậu. Từ ngày chị đi thì hai người gắn kết với nhau lắm. Mỗi chiều đến trường đón bé đi thi, họ đối xử với nhau bằng hơn vợ chồng nữa đó. Nếu đã như vậy thì tôi còn trở về làm gì nữa? Chị phải trở về để làm cho xa lẻ, cho người ta biết rằng chị anh Hậu có bồ mình, mà chỉ mới hờn, mới giận, mới ghen, mới tương mà bỏ nhà ra đi. Như vậy thì tất cả lỗi lầm đều thuộc về hai người kia, còn chị thì chỉ là nạn nhân. Và lúc đó chuyện của bé Như Phương tùy chị quyết định, muốn giao cho anh Hậu thì giao, nếu muốn nuôi dưỡng thì mình bắt về nuôi dưỡng. Thế nào, theo em thì chị phải trở về thôi. Phải trở về. Đúng, tôi phải trở về. Mày đúng. Em bỏ anh sao? Cái gì? Quýnh lên cửa vậy, đâu có ai bỏ anh. Em trở về một việc. Ta về để giải quyết chuyện gia cam. Cho mọi người dù chuyện với anh sẽ sống lòng thì ta dài bờ về gần thật năm cái nào là thương. Nhưng tôi đang khi cao cười với ông chồng và tôi không không liệu sống lúc đó bao chặt chặt thì có không nhớ lại tôi. Xin anh nhớ mơ lo ngại nguyện hồn sẽ không nhớ liệu hai. Bởi hiện giờ anh đã có thể không, bây giờ đã có một thiên mà một cô họ sống chơi nhau chúng ta chơi còn trong giờ để hai liệu mình trở gì đó làm gì để làm cho ra lẽ để hợp thức quá chuyện chia tay để đổ lỗi cho Nguyễn Hậu để anh Đường Hoàng sống chung với Liễu. Một ý kiến có tiền nhau hay là em đúng là một quân sư tài giỏi. Hiểu hả? Tôi làm thinh nghĩ anh tính sao? Sao cái gì nữa? Phải về thôi. Phải đến cơ quan của anh Hậu báo cho lãnh đạo biết. Phải tới nhà cô ấy nói cho gia đình họ rõ mối quan hệ của hai người. Hay lắm. Tất cả mọi lỗi lầm mình đổ hết về phần họ. Còn Liễu, Liễu chỉ là nạn nhân. Tôi nữa, tôi là mạnh thường quân ra tay giúp đỡ. Liễu à, vui lên đi em, sao khóc hoài vậy? Chuyện thế nào, thì em cũng phải về gặp bé Như Phương.
không thể xa con. Nó phải ở bên cạnh tôi. Phương ơi, mẹ sẽ về với con. Sau này hai người được tự do chung sống với nhau. Hãy tưởng công con nhỏ này đó nha. Thì yên tâm đi, tôi này sẽ đến hơn. Tôi là Liễu, vợ của Nguyễn Hậu. Vợ chú có con cái đàng hoàng á. Tôi được biết cô có quan hệ mật thiết với chồng tôi nên đến đây tìm cô. Tôi với anh Hùng làm chung một cơ quan. Chuyện đó thì nói làm gì, quan trọng là cái chuyện kia kìa. Chuyện kia là chuyện gì? Là chuyện giữa cô và nhà tôi. Sống như vợ chồng xa mặt không xa, chỉ được nghe tiếng đôi vợ chồng tôi với anh nhìn nhau chân thật mỗi khi nhìn qua đây. Thôi thôi, cô không biết làm gì, tôi đã biết rõ thật thứ. Đừng lấy vợ chồng chị không có hạnh phúc, và chị bỏ nhà ra đi cả tháng nay rồi. Ai nói với chị như vậy chứ? Ai nói với chị là ai nói với cô là vợ chồng tôi không hạnh phúc? Ai nói với cô là tôi bỏ nhà ra đi? Tôi báo cho cô biết là vợ chồng tôi vẫn sống ấm êm và vì công chuyện làm ăn nên tôi phải đi xa để lo miếng cơm manh áo cho gia đình. Chứ tôi đâu có rảnh rang mà điểm tấn tu son liếc mắt đưa tình những người đàn ông có vợ. Chị, xin chị đừng giữ lời. Tôi ăn nói như vậy là lịch sự lắm rồi đó. Vì muốn giữ thể diện cho chồng tôi nên tôi nhịn. Nếu cần tôi sẽ la to lên cho lối xóm mỗi người nghe một chút. Ai xấu thì biết lăng nhăng với chồng người ta mà còn bắt lỗi nữa hả? Đây là lần thứ nhất tôi cảnh cáo. Nếu sau này mà tôi nghe cô còn quan hệ với chồng tôi thì đừng quá trách. Tôi sẽ tới cơ quan làm rung lên cho chị hạ biết. Nếu còn ngoan cố sẽ có biện pháp. Nhớ nha, phải cắt đứt ngay mối tình bất chính với chồng tôi nha. Tưởng tá coi cũng được quá đi chứ. Kiếm một tấm chồng đàng hoàng nó có khó. Chị Kiều đang thiếu gì lấy chồng ta chi cho xấu hổ. Xin lỗi, chị có liên hệ gì mà xen vào chuyện của người khác chứ? Sao không liên hệ? Tôi yêu anh Hậu mà. Chị yêu anh Hậu? Không, tôi quên. Tôi là bạn của vợ chồng anh Hậu. Như vậy xen vào có được không? Dạ, đừng có nói lòng vòng nữa. Cô nhớ nè, phải tìm cách xa lánh chồng tôi. Nếu ngoan cố hai cô kia, hai cô không được quyền nghe nói bậy bạ ở đây. Đi, đi ra khỏi nhà tôi, đi đi. Bà không cần đuổi đâu. Tôi cũng đâu có dám ở lại cái nơi ô uế này. Nói cho bà biết, liêu hồn mà dạy dỗ con gái bà lại đi. Anh không. Có ngày cả bà không được yên thân đâu. Con cái gì? Người ta thường nói mà, sao nào sâu nấy, mẹ nào con đấy thì đúng mà. Bà chỉ thì cho con bà đi giật chồng người ta hả? Trời ơi! Má! Má!
sao vậy bác? Thôi, bị bắt tẩy nhẹ quá, xỉu cái đỡ quê chứ sao? Quay đi! Tôi không biết các người lại, nhưng mà nếu nói thêm một tiếng nữa thì chắc tôi đi đi! 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 Anh chị hiểu. Nếu cả em hãy khóc đi, khóc cho dơ hết những gì sầu tuổi, rồi em hãy vui lên. Nhưng chưa bao giờ có xảy ra chuyện này nghe. Thôi đứng đi mà. Cảm ơn. Thu còn cảm ơn anh. Có nghĩa là Thu vẫn còn tội anh. Không có em là bạn Thu. Anh Dược, tại sao anh không nói với em chuyện gì đã xảy ra? Anh không cần biết. Điều duy nhất anh cần bây giờ làm thế nào để cho em bớt khổ. Thôi nè, anh muốn nước này, muốn nước này đi cho bớt khát, rồi anh chuyển tiếp nha. Uống đi em, uống đi em. Không, Thu à, em là một con gái đơn thân thì tiện, chỉ làm sao không giờ tất nhiều giấc mộng tình yêu. Tôi như anh nè, đành lặng thầm yêu ai. Thank you.
Làm sao con có thể nhìn mặt anh? Con có lỗi với anh Hậu rồi má ơi. Con không được quyền nghĩ tới thằng Hậu nữa. Nhưng con yêu anh Hậu mà má. Con cũng thương con. Nhưng mà vợ đã tới đây quên nó thôi con. Má, má ơi, xin má tha lỗi cho con. Má tha lỗi cho con. Má ơi, thi tình nghĩa của con chắc chở má làm sao. Bởi một phần Thank you.
chỉnh xong cưới con. Má nhất định rồi, lần này là con phải nghe theo lời má mới được. Má ơi, con khổ quá, con thương yêu em. Thôi, má biết là nó có lỗi với con, nhưng vẫn đàn bà từ xưa đến nay vốn chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng bằng không, có chuyện gì xảy ra là má chết mà con ơi. Má ơi, con nghe lời má. Nhớ giờ chị ăn cơm, đừng để ba chờ nha. Dạ, con không ba một nhé. Con đi nha ba. Chậm chậm kẹo té đó con. Mỹ Hậu ơi, ở nhà có Mỹ Hậu. Có, cửa mở mời chào. Chào nhà thơ. Thương ai quá xa, lâu ngày xong mình tới nhà thơ mà. Có tình yêu trong đây, đúng mà đâu mình được. Là đại học viên của tôi, mỗi lần gặp anh đó là tôi có cơ hội tốt. Tốt, thì chẳng chào chủ đề nha. Có bài thơ chuyện ngắn nào hay hay không? Thơ chuyện ngắn thì có thể bài dự sáng tác. Hay thì dở thì chưa biết được à. Nói gần, nói xa, hôm qua nói phần. Hiện giờ bên hội qua chuyện của tôi. Mày những bài núi về nghề nghiệp cũng rất cần đến hát văn văn thơ. À, nếu không thì đợt này thì ông xem coi những bài nào. Tôi thân là chấm những điều thơ. Kể cho các tôi ta thẳng
đó là những bài thơ truyện ngắn đã đăng báo. Nhà ông sáng tác bài mới trên dưới đề tài đó, nội dung nói về thiên nhiên nè, cá chim qua biển. Mà nếu có bài dở thường xuyên thì cũng tăng thêm phần thu nhập, và ông cũng đỡ chất giả vì miếng cơm manh áo. Tôi thấy chỗ này rất phù hợp với tài năng và tâm tính của ông. Đặc biệt chứ, tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng tốt của anh. Bà xã về chưa? Có, tuần trước có chuyện gặp tôi. Thì vui rồi, châu về hồi phố, hương dở lại lạnh. Nhưng cô ta đã đi ngay sau khi tìm mọi cách để đổ lỗi cho tôi. Đổ lỗi cho ông? Vậy ông tính sao? Tôi không sợ chuyện chia tay chứ liệu. Mà tôi chỉ sợ chuyện chia tay. Nếu không biết là chia tay thì không. Nhưng làm sao tôi chịu được sự đau lòng khi thiếu con thơ ca tan tóc mình. Sao? Không cho anh
sao thì mình cũng làm chồng thân tình. Tôi nhắn chi mời anh chị cùng tới chuyện đám cưới. Đám cưới của anh? Đám cưới thì em
Thank you.
chèn chút. Chút như trọn trọn quanh. Cô Thu! Lâu rồi, sao không thấy cô Thu tới đây chơi? Con nhớ cô Thu lắm. Mà ba con cũng nhớ nữa. Hôm trước ba con bệnh, ba mẹ xã cứ gọi tên cô hoài. Con muốn đi tìm cô, nhưng ba không cho. Hơn nữa, con không biết đường. Bữa nay cô tới đây, cô ở luôn nha cô. Ở luôn nha cô. Cho ba con vui. Mà con cũng vui nữa. Đừng đợi con không. Cô phải về đi. Sao vậy cô? Cô không thương ba con sao? Con ơi, cô Thu sắp đến nhầm. Không thể đến thăm cha con mình được. Cô cũng đừng làm việc cô Thu nữa. Cô lấy chồng ở cô Thu. Vậy là cô không thương Phương nữa. Cô không tới đây thăm Phương nữa hả cô? Con đừng có nghĩ nữa. Ngày cưới của cô Thu, nếu sức khỏe cho phép thì tôi sẽ đến để chơi vui và chúc mừng hôn lễ của cô. Nó đi đâu? Tôi sẽ đưa con nó tới bầu trời. Có thể đâu đâu chỉ là nó. Chứ không thể sống vui trong bóng tối. Chiều cạnh thì ngoài gặp con tim trai. Con không chịu đâu. Nếu biết đâu em thân con thì em yêu gì để chăm con. Đưa nó rời khỏi nhà tôi. Nè, anh đâu phải là cha ruột của nó. Anh lấy quyền gì mà cấm cản? Đi, đi với má con, đi. Ba ơi, cứu con ba ơi, cứu con ba ơi. Hãy để cho tôi làm con. Mẹ, đi, đi má đi con. Không, Như Phương. Như mà. Ba ơi, con không muốn xa ba. Ba ơi, đi thôi. Đứng lại đó. Đang nói chuyện với cô mà cô bỏ đi như vậy đó hả? Anh muốn nói gì nữa? Cô là vợ tôi mà cô bỏ tôi không nói đâu. Bởi vì tôi sợ không còn biết gì để nói với cô sao. Phải mà. Cô đâu có chuyện gì để nói với tôi. Đầu óc của cô lúc nào cũng thả tận đâu đâu á. Mãi mê say đắm với những bài thơ và câu chuyện nhảm nhí của Nguyễn Hậu mà. Ngồi xuống đó đi. Tôi còn đang nói chuyện với cô bỏ đi đâu vậy? Tôi không được đi.
đừng có trách anh nha. Tôi không trách anh. Đúng. Là bởi vì lỗi đó của em. Anh đã khiến cho tôi phải hành động như vậy. Tôi có làm gì để cho anh đối xử với tôi như vậy chứ? Đòi bằng cớ hả? Nè, cái này là cái gì đây? Cái gì vậy hả? Cái gì đây? Anh làm cái gì vậy? Tôi hỏi cô, chứ tôi có lỗi gì với cô mà cô cớ không còn mang nhận. Tôi chưa biết trong mình me.
Chị đi, mấy người làm công hôm nay tôi cho nghỉ hết rồi. Còn con thôi. Vừa bị tôi cho một trận đòn tơi bời, chắc bây giờ đóng cửa phòng mà than thở trong á. Hận tôi làm gì được tôi? Đáng là đại ca. Anh Thái đâu đấy? Chào Thái. Chào anh chị. Chào bạn.
Dạ khỏe. Còn anh chị thế nào? Cảm ơn anh, chúng tôi cũng bình thường thôi. Kim nè, bất ngờ cô cũng ra tới đây để dự cuộc thi hoa kiển này nữa. Làm sao bỏ qua được chị? Khi được biết anh Hải để cho chị đứng lên người tổ chức trong cuộc thi này, tự nhiên lời giao cho tôi rất nhiệm nặng nề như vậy. Từ nào tới giờ tôi không biết làm mấy cái chuyện này đâu. Nếu bỏ chú cứ ăn, mọi việc cứ đi như kế hoạch. Hai anh cứ ở đây bàn chuyện, em vào trong gọi khách hàng. Anh Thái, kế hoạch gì vậy? Hàng gì vậy? Bây giờ em là người đứng tên tổ chức cuộc thi này, cho nên bằng mọi cách em phải dùng sự ảnh hưởng của mình mà sắp xếp. Sao không cao? Vậy là sao? Em và ngày sau đó em phải tìm mọi cách và một số bắt khách nhờ qua kiển mà em đứng tên tổ chức phẩm ơn không phải là điều chủ yếu, mà chúng ta ra đây là để làm phi vụ lớn hơn. Chị Liễu à, chúng ta cần phải chuyển một số lượng lớn hàng vào Nam, tất cả sẽ được giấu kỹ vào dưới các chậu kiển của sáu dầu. Vì vậy chị phải để cho sáu dầu không nhỉ? Tôi không có hiểu. Anh có thể nói rõ hơn. Sự di chuyển của sáu dầu đoàn giải trang, anh sẽ đứng ra bao tiêu toàn bộ những điều kiện, anh sẽ vận chuyển tất cả vào Nam cho anh một cách an toàn. Sáu dầu thuộc xuyên mua bán chỉ kiểm ra vô đường này, sẽ không ai yên tâm. Nhưng em muốn biết số hàng đó là cái gì. Anh hiểu. Buôn áp biển. Chị đừng có sợ chị Liễu à, đường dây của chúng ta rất là cứng. Tôi sợ lắm, tôi không dám làm chuyện đó đâu. Ở tù đó anh Thái à. Làm việc gì mà quấn lên như vậy? Kế hoạch đã bàn xong không thể nào thay đổi. Em phải làm một kế hoạch của anh. Em không làm đâu. Em xin anh mà. Mình bảo hiểm như vậy. Phải nói bỏ là bỏ, em hiểu chưa? Nhưng nếu đổ bể ra chết luôn. Thật quá, làm sao mà bể được? Em yên tâm đi, anh đã lo mọi chuyện luôn. Sao anh hãy em có trong cuộc thi làm cho mọi người đừng chú ý. Không có em chờ chỉ tiếc được anh mà đổ bể ra. Đừng nói nữa, tôi đã hiểu ra. Từ trước tới nay anh không hề cho tôi biết gì về chuyện làm. Chính là chuyện anh không hoàn toàn hiểu. Đi làm mình không đỡ đạn cho anh trong cứu nhà hết rồi chứ. Thank you.
này thôi là đủ tử hình rồi. Tôi không làm gì cả, không tổ chức vụ kiện, cũng không thèm buôn bán hàng gì cả. Giữ nó lại. Buông ta. Anh tưởng là tôi chúng sẽ bỏ đi như vậy là được rồi. Bình tĩnh đi. Nghe cú điện thoại này đi rồi sẽ biết. Nghe đi. Bé Phương! Bé Phương, con làm sao vậy? Ai bắt con? Phương ơi đừng sợ, cô má nè con. Bây giờ em hiểu rồi đó. Khốn nạn, con thấy Phương để quy hiếp tôi à? Anh lớn thì phải có cách thủ đoạn. Tôi em thấy lâu nay ăn mặc sung sướng, đâu phải vì đây là nghiệp, đâu phải vì tôi dư tiền. Người ta nuôi con thú gì cũng có cái lợi của nó. Ngày nào tôi đưa em công khắp buổi sáng. Thì ra từ đầu anh đã có em vậy. Tôi đã có âm mưu. Đầu tiên thì tôi muốn em thuyết phục thằng chồng gạt em chuyện chuyện cho tôi tin. Đầu tư khá nhiều mà em không làm đến tích sự gì cả. Lỡ rồi tôi phải kéo dài thêm thời gian để chờ cơ hội lấy lại vốn. Lường gạt tôi, muốn nạn mà. Đứng gì? Tôi lường gạt em đó. Bởi vì ít có con đàn bà nào mà ngu như em đó như vậy. Điều chất đầy đủ. Và lời nói rõ cái lòng của tôi cũng cần tìm hiểu. Không cần biết gì nữa cả, qua dễ dàng. Thì tôi yêu là tầm giác quá. Cho nên tôi phải dùng thủ đoạn này để điều khiển em thôi. Anh thấy một tiếng cũng là nghĩa, một bữa cũng là tình. Xin ra. Xin anh hãy thương mà tha cho bé như có dài cổ. Giờ liều mạng em thì là vi phạm con em. Chọn đi. Đừng. Đừng mà anh thấy. Thank you.
nào hợp đồng với Sáu Giàu thì sao? Mẹ con em sẽ được gặp mặt. Còn bây giờ? Nếu không mà làm theo những gì tôi căn dặn đó. Làm hồi tôi nói vô đi. Dạ. Như vậy bà nghĩ mình lấy người đứng ra tổ chức cuộc thi này là Hiểu Đẹp, chứ phải. Dạ, cái này là người muốn mua lại toàn bộ số cây kiện của ông đó. Và đã gấp gì mà dự bạc chứ lắm. Dù hình tình, để thông thả hoài hát về con cái đàn. À, đâu nè. Lúc này anh có sáng tác gì mới không anh? Nghe diễn viên là nghiệp dĩ của tôi mà. Lúc nào cũng đừng sáng tác. Anh xin phép cho tôi được hỏi thăm, bé Phương và mẹ đã xong rồi, nó có khỏe không? Không ngờ anh vẫn còn quan tâm đến cháu như vậy. Em, anh phải hỏi xem trả lời của cháu chữ. Dạ, mẹ, nó giận mẹ. Tâm sự thì để chị nào đẩy nổi tình thân gia đình sau. Còn bây giờ thì tôi muốn biết không ai để tôi biết thế nào thì chị thì chưa chấm dài hãy cho không giấu gì không anh tay tôi đang cũng hiện tiền để làm thơ mọi thất bất trong nhạc khi là sống. Thank you.
định vẫn chưa muộn mà. Làm anh khẩu phân dân. Cảm ơn bà đã quan tâm. Chứ tôi nghĩ là tôi hiểu rõ chuyện của anh. Cần anh Hậu. Điều. Làm một con người theo tiếng nói lương tâm, dạch rõ bộ mặt sâu xa của phường đông. Dầu biết rồi đây dấu chìm ngọc nát hay xác thân tôi chôn tận đai quan. Tôi phải quay ra tất cả mọi thứ tôi. Chúng ta chẳng bày lầm thầm thờ ngài kẻ. Ba người cùng tất cả tan nhận thì chúng tôi về cơ quan chức năng để biết gì vậy.
tỉnh lại đi. Mọi người hãy tha thứ bao lỗi lầm để tôi thương. Ta tâm nhắm mắt tia thần khi tôi. Thank you.